Đây, bây giờ tôi sẽ dưới cái nước sốt lên này để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Thịt gà chín rồi mà ăn rất rắn, rất là dai. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món gà hấp mỡ hành. Đây, nguyên liệu chính là một con gà đây, kèm theo các gia vị, nước mắm này, dầu hào, muối hạt, đường, bột nghệ, hạt lêm, hạt tiêu. Trong đó có hành tây và hành tím, chanh và gừng và ớt và một chút hành lá. Bây giờ tôi thái cái hành tím này trước nhé. Đấy, bây giờ tôi phải cho nó vào trên cái đĩa này. Hành tây thì các bạn nhớ nó bổ cau. Tôi làm đến gừng các bạn nhé. Thế nên tôi thái sợi nhé. Đấy, tôi thái sợi trước. Còn một số này tôi sẽ đập vụn ra nhé các bạn. Đây là tôi cho sang một bên. Đấy. Đây, tôi cho vào bát con các bạn. Tôi sẽ đi tẩy hôi gà nhé. Đấy, trước tiên tôi phải trà cho chanh nó vào con gà này đã. Tôi bây giờ cho muối hạt luôn. Đấy, cứ nhẹ nhàng các bạn trà nó lên. Đấy, để cho nó đỡ bị xước cái da này. Bạn nhớ nhé, tôi bây giờ đi rửa sạch xong tôi để ráo một chút, xong tôi vào tôi tẩm ướp. Đây nhá, tôi đã rửa sạch gà rồi, bây giờ tôi để cho nó ráo. Trong khi để ráo thì tôi sẽ cho các gia vị vào đây để tôi làm nước sốt để tôi tẩm ướp vào gà. Đây là gừng giã thì tôi cho một lửa các bạn. Tôi sẽ cho nước mắm này các bạn nhớ này. Đấy, tôi cho hạt lêm nha các bạn nhé. Bởi vì hạt lêm nó cũng đậm cho nên các bạn nhớ ta cho vừa phải nước mắm. Đây, cho hạt tiêu. Đây, cho một chút đường. Đấy, đường các bạn nhớ ta chỉ dùng 2 thìa thôi. Đây là bột nghệ nhé. Đây, cuối cùng các bạn cho cái dâu hào vào. Tôi cho một chút hành tím vào đây. Các bạn nhớ là ta sẽ ướp ở bên trong trước. Đấy, các bạn nhớ là ta đảo đều nên trong đó có cả gừng vụn và hành. Ta sẽ múc tay cho bên trong đã. Đấy. Ở bên trong là tôi đã xoa đều rồi. Bây giờ tôi sẽ ướp vào bên ngoài. Đây các bạn nhớ nha, đây bây giờ tôi để tại cái son này nha. Đấy, tôi để đây 15 phút cho nó ngấm gà xong tôi mới đi hấp. Đây các bạn ơi, tôi đã ướp gà được đủ thời gian là 15 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ cho vào đĩa để tôi cho vào son tôi hấp. Trong khi mà chờ đấy tôi đã đun nồi lửa đã gần sôi rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho cái hành tây chung quanh vành đĩa hết. Đấy.
chi gừng nha. Các bạn nhớ là thái chỉ này. Tôi sẽ cho hết xuống dưới. Đấy, các bạn cho hết xuống dưới chứ không nên cần phải cho lên trên làm gì cả. Đây, bây giờ tôi sẽ cho con gà này vào đây, vào trên đĩa nhá. Đấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho vào trong xong. Các bạn nhớ nha. Đấy, lược này nó hơi nóng đấy. Đấy, được rồi. Bây giờ tôi mới đậy vung lại. Các bạn nhớ là khi ta hấp gà thì các bạn khi sôi nước rồi các bạn đun vừa phải. Tôi sẽ hấp trong vòng vào khoảng độ 30 đến 40 phút nha. Đấy, tùy theo con gà nó to hay là nó nhỏ. Các bạn ơi, tôi đã đun được 45 phút rồi. Nó chín rồi đấy. Các bạn ạ, bây giờ tôi sẽ mở vung ra. Ui chà chà, ngon lắm các bạn ơi. Rất là thơm. Đây, tôi cho ra cái ghế đây. Đấy, để cho nó nguội đi. Tôi để cho nó nguội thì tôi mới nhấc gà ra. Bây giờ tôi sẽ đi làm cái nước sốt. Đây các bạn ơi, các bạn phải đun cho dầu nó sôi kỹ lên nhá. Đây, sôi già lên thì các bạn múc cho vào cái bát hành. Đấy, nó sôi sùng sục lên như thế là đúng. Đấy. Được rồi, đây tôi cho hành vào. Bạn phi cái hành tím này cho nó thơm lên nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ nhấc gà ra nha. Tôi mới chắt cái nước vào cái bát con nhé. Đây, tôi đã chắt xong rồi. Tôi cho cái gừng thái nhỏ này. Đấy, để tôi cho vào đây. Bây giờ tôi cho cái nước ở con gà nó tiết ra đây. Đấy, cái nước này vào đây. Đấy, cái đun. Đấy, các bạn đun sôi như thế này là được rồi nhá. Tôi đổ ra bát rồi nhá. Đấy, các bạn nhớ đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ mang gà để tôi chặt nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ dưới cái nước sốt lên này. Cái nước này là rất thơm của gừng này, của hành phi này. Thế cho nên là các bạn chỉ lấy nước thôi chứ không cho cái vào đây làm gì. Bây giờ tôi sẽ dưới mỡ. Đây là cái mỡ hành nha. Cái mỡ này thì các bạn hãy nhớ là ta chỉ chắt ta lấy cái hành này là chủ yếu. Các bạn ơi, bây giờ tôi đã chặt để lên trên đĩa đây rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Ngon thơm vô cùng. Các bạn hãy nhớ là tùy theo con gà to hay nhỏ. Nếu con gà to thì các bạn như hôm nay con gà cũng tương đối to. Cho nên hôm nay là tôi hấp 45 phút. Nếu con gà nhỏ thì các bạn chỉ hấp vào 30 đến 35 là cùng. Các bạn mà gà nhỏ mà hấp nó quá thời gian thì nó ra hết nước. Thì ăn con gà nó khô, nó không được ngon. Hôm nay phải nói tôi đã tẩm ướp ăn rất là ngon các bạn ạ.
Thịt gà chín rồi mà ăn rất rắn, rất là dai. Các bạn tẩm ướp rồi mà sau đó cái nước mà con gà nó tiết ra đấy khi đun chín, các bạn lấy cái nước đó phi hành khô cho vào mà tưới lên đây thì thịt gà nó đã ngấm rồi, ăn rất ngon mà lại thơm mà lại vừa, không có một chút nào là mặn, rất là vừa. Còn là các bạn nào ăn đậm hơn thì các bạn để chấm vào mùi chanh này. Các bạn làm cái món gà hấp mỡ hành này thì các bạn phải làm đúng như chương trình vừa rồi tôi đã trình bày. Vừa rắn, vừa thơm, vừa ngon. Có lẽ là tôi xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn các bạn một clip sau. Chúc các bạn có một ngày vui, hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Tôi sẽ cho ra được cái nào tôi sẽ cho ra, các bạn hãy nhớ. Đây, cái này thì giòn ngon vô cùng các bạn. Cho bạn chấm với tương ớt. Ngậy thơm, ngon vô cùng. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món là cơm cháy chả bông. Chúng ta đã có tất cả các nguyên liệu là gạo này, ruốc này, gọi là chả bông, và tôm khô. Và đây là dầu, đường, và đây là muối và tỏi, hành lá. Như vậy thì chúng ta phải thổi cơm. Đây là gạo dẻo các bạn nhé. Gạo dẻo chúng ta thổi cơm bằng trên cái bếp củi này. Ta phải thổi cái gạo thật dẻo các bạn ạ. Sau đó ta ép lại. Sau ta cho vào ngăn mát tủ đá để ta để 30 phút. Sau đó ta ra ta chiên. Các bạn, bây giờ để muốn làm cái món cơm cháy này thì tôi sẽ cho nước vào đây, tôi vo gạo. Rồi tôi chắt nước đi xong tôi mới đổ vào trong xoong để tôi đun. Tôi đã vo gạo xong rồi các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ chắt nước rồi và tôi cho gạo vào trong xoong. Các bạn hãy nhớ xoong gang này mà ta thổi cơm thì ngon lắm các bạn. Các bạn nhớ là gạo dẻo thì các bạn cho ít nước thôi. Các bạn mà cho nhiều nước là nó lát đấy. Là cơm lát chứ không phải là cơm dẻo nữa. Đây, tôi cho nước đủ rồi, bây giờ tôi đậy vung vào xong tôi nồi lửa. Các bạn nhớ về đậy vung trước khi nồi lửa, nếu không là cho nó sẽ bay vào trong nồi cơm là nó bụi. Trong khi tôi thổi cơm thì tôi sẽ cho nước vào đây để ngâm tôm. Các bạn cho vào ngâm nó vừa phải. Đây các bạn nhá, tôi sẽ mở ra tôi đảo. Đấy. Các bạn hãy nhớ là gạo dẻo thì các bạn nhớ là cho ít nước. Nghĩa là cần phải chín bằng hơi. Các bạn hãy nhớ là như thế. Đừng có đổ nhiều nước là thành lát đấy các bạn. Gạo dẻo là nó ăn ít nước. Như vậy bây giờ tôi sẽ để rất là nhỏ lửa. Nếu các bạn để to lửa là không được. Là trở thành cơm khê. Các bạn nhớ là bây giờ tôi phải vẩy hành đi để tôi thái hành. Các bạn nhớ là lấy phần lá, ta không lấy phần cuống ở dưới. Đây, ta cho hành lá ta đã thái nhỏ. Các bạn nhớ thái nhỏ. Sau đó ta đun sôi mỡ ta đổ vào. Bây giờ tôi sẽ thái tỏi. Đây, tôi sẽ bắc cơm ra để tôi chiên một chút mỡ với hành khô nhá. Nồi cơm đấy là tôi đã đun chín rồi, bây giờ tôi cho một chút dầu vào đây. Tôi cho một chút đường vào trong hành đây các bạn. Tôi cho một chút muối này.
Bây giờ tôi cho vào đây, các bạn nhìn thấy không? Dầu đã sôi. Đấy, các bạn đổ vào đây nó xèo 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 luôn. Hành tôi đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ tôi cho một chút vào để tôi chiên tôm lên. Các bạn nhớ là đun sôi sung sục để cho nó già một chút thì các bạn đổ vào đây là hành chín luôn đấy các bạn. Rất thơm. Cho dầu vào đun già dầu rồi tôi cho tỏi vào để tôi phi tỏi. Các bạn phi thơm xong rồi các bạn cho tôm vào. Các bạn nhớ là tôm các bạn là phải ngâm nước. Các bạn nhớ là cái tôm khô, tôm lõn này nó cũng đã có cái vị đậm rồi. Cho nên các bạn không nên cho gia vị vào đây nữa. Các bạn chiên, các bạn cho dầu hoặc mỡ. Sau các bạn phi tỏi thơm lên. Là các bạn cho tôm vào. Tôm các bạn ngâm thì nó mới lở tôm ra, nó mới mềm tôm. Tôm tôi đã rang xong rồi. Bây giờ tôi sẽ múc lên bát. Tôm tôi đã làm xong. Bây giờ tôi sẽ bắc chảo xuống. Sau đó tôi sẽ cho cơm ra để tôi dàn nhá. Đây là tôi cho nồi cơm lên trên bếp. Các bạn hãy thấy là nồi cơm tôi chín tôi để ra ngoài rồi, nó rất là kỹ rồi. Các bạn để cho nó đỡ chống dính nhá. Thì các bạn hãy nhớ là ta phết một chút dầu vào trong này. Cho dầu vào đây thì không bao giờ bị dính. Nhưng mà các bạn không cho dầu vào là nó dính đấy. Bây giờ tôi mở nồi cơm. Các bạn đã nhìn nồi cơm rất là chín săn. Các bạn nhớ nó gập nó lại. Gập tạm vào gập ở đây để các bạn lăn ấn cho nó đều đã. Các bạn lấy con lăn các bạn cứ lăn cho nó đều. Đây là tôi cắt vuông ra để các bạn. Để cắt vuông ra tí nữa tôi chiên vào chảo. Thì để cho nó hợp lý. Nếu các bạn mà làm miếng to quá về sau lật là rất khó lật. Nó vỡ. Các bạn nhớ nha. Đây tôi sẽ cho vào ngăn đá để cho nó hợp lý cho nó nhanh. Để xong đó tôi sẽ đem đi chiên. Các bạn ơi, bây giờ tôi đã để vào trong ngăn đá được 30 phút rồi. Bây giờ tôi cho ra để chiên. Các bạn thấy rất hợp lý. Các bạn cho lửa là vừa phải thôi nha. Các bạn nếu mà cho to quá là cháy đấy. Khi chiên các bạn cho vào chỉ đẩy nhẹ thôi. Trường hợp này là tôi làm thủ công các bạn ạ. Còn nếu đúng ra thì của nó có cái khuôn. Khuôn của nó bằng gỗ thì người ta mới ép, nó mới chặt được. Xong người ta cán. Thì mang tính chất làm như thế nó nhanh hơn và nó chắc hơn, đảm bảo hơn. Nhưng mình làm cái này thì khi mình cán cái ni lông nó vẫn cứ tỏe ra. Cho nên tôi phải dùng tay tôi lén lại chung quanh cạnh. Các bạn hãy nhớ là cứ để nó hợp lý xong các bạn lật. Các bạn lật nó lên thì các bạn mới thấy được là cái mặt dưới nó chỉ có hơi xám một chút thôi chứ không xám nhiều. Vì đây là ta cho nó ngập mỡ. Đây, tôi sẽ cho ra được cái nào tôi sẽ cho ra, các bạn hãy nhớ. Đây, tôi để vào đây. Để vào đây nó ráo dầu và tự nó sẽ vàng ra.
Các bạn ơi, bây giờ tôi đã rán chiên xong rồi, bây giờ tôi sẽ phết hành vào đây nha. Các bạn nhớ là hành này là đã rất là thơm ngon đây. Đây, các bạn cho ruốc lên. Các bạn cho tôm lên chiên chốc. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong coi như một đĩa cơm cháy. Các bạn thấy là cơm cháy với cả ruốc rồi tôm. Thời gian làm thì nó cũng không có gì là lâu lắm, vì chúng ta chỉ có thổi cơm thì cũng rất nhanh. Đây các bạn đã nhìn thấy tôi thổi một nồi cơm rồi, thì bây giờ khi ta cho để được cái miếng này nó hợp lý thì ta phải cho vào trong ngăn đá. Các bạn chỉ cho vào khoảng độ 20 phút, 15-20 phút thôi nhá. Nếu cho lâu là nó thành đá đấy. Đấy. Khi nó đã nguội mà nó rắn rồi, các bạn cho ra để chiên. Chiên cũng rất nhanh các bạn ạ. Làm món này thì nó cũng không cầu kỳ lắm, nhưng ăn thì tuyệt vời là ngon. Bây giờ tôi phải thưởng thức cái thành quả tôi vừa làm xong, để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Đây, cái này thì giòn ngon vô cùng các bạn. Các bạn chấm với tương ớt. Giòn ngon như bòng ong, tuyệt hảo, ngậy thơm, ngon vô cùng. Bạn nào ăn vàng hơn thì các bạn rán chiên thêm một chút nữa. Còn nếu như hợp lý ra, các bạn để vào được trong ngăn mát nó hợp lý, các bạn rán nó phải từ từ lửa. Đến khi bắt đầu được rồi, các bạn cho tưa to lửa một chút thì nó sẽ phồng lên. Các bạn làm lấy được thì nó đảm bảo vệ sinh. Các bạn dùng có thể ăn trong một gia đình. Các bạn có thể 4 người hoặc 5 người. Thì các bạn cứ làm mỗi người một phên như thế này thì ăn thì thú vị vô cùng các bạn. Tôi thấy tuyệt vời là ngon. Cái này các bạn mà làm ăn lúc nó nóng, có khi các bạn chưa rán kịp ăn đã hết, lại tiếp tục phải rán liên tục các bạn. Đây cũng là một món ăn để các bạn dùng cho bữa tối cũng hợp lý, hoặc là bữa trưa cũng rất hợp lý. Bạn nào mà hay ăn cơm cháy ở Linh Bình ý, các bạn đã biết. Tôi vào ăn miền Nam thì cũng nhiều, nhưng mà thực tế là cơm cháy ở Linh Bình ăn cũng rất ngon. Nhưng hôm nay thực hiện ngay thực tế của mình như thế này thì tôi mới thấy nó tuyệt vời, là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Các bạn có yêu cầu tôi làm những cái món gì thì các bạn cứ phản hồi để tôi được tiếp thu, và xin làm nhiệt tình giới thiệu với các bạn. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.